Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Alpha Promoter. Thì ở trong video ngày hôm nay vẫn tiếp tục là một dòng laptop MSI Bravo nữa. Tuy nhiên, phiên bản ngày hôm nay sẽ rất rẻ và đi cùng với các phần quà khuyến mãi vô cùng đặc sắc. Hãy cùng mình tìm hiểu ở trong video ngày hôm nay. Có lẽ các bạn đã không còn lạ gì với dòng MSI Bravo rồi, với logo thay vì rồng lộn sẽ chuyển sang logo lôi điểu hoặc đại bàng kiểu đấy. Đây là do cách của mỗi người gọi thôi. Và cái phiên bản mình đang có ở đây sẽ có thiết kế gần tương tự với dòng GL, tức là cái thiết kế của nó đẹp, mỏng khi so với các laptop gaming mình trong cùng tầm giá và hiệu năng mang lại cũng cực kỳ ấn tượng. Thì phiên bản mình đang có ở đây được trang bị là CPU Ryzen 5 4600H 6 nhân 12 luồng, 8GB RAM với bus 3200 và GPU dời RX 5300M, nghe hơi lạ một chút đúng không? Tuy nhiên, đối với những bạn mà đang còn hơi xa lạ một chút thì với cấu hình này các bạn hoàn toàn có thể chơi được tất cả các tựa game online hiện nay. Thì tùy từng game sẽ có các mức setting khác nhau. Các tựa game nhẹ như kiểu LOL, CSGO hay Dota 2 thì các bạn hoàn toàn có thể kéo max setting rồi. Còn đối với những game như kiểu là Shadow of Tomb Raider thì các bạn vẫn có thể chơi được ở mức 60fps với mức đồ họa medium, hoặc là thấp hơn nữa, bạn kéo về low setting với các setting giảm hết xuống nữa thì nó còn cao hơn nữa, có khi lên cả 100fps cơ. Thì mình sẽ để một số các bảng so sánh ở đây thì cho các anh em có thể nhìn được, là hãng đã tự tay test cho các anh em rồi. Và một điểm thú vị ấy, anh em biết là gì không? RAM hỗ trợ bus 3200 và có sẵn một thanh 8GB rồi. Anh em chỉ cần lắp thêm một thanh 8GB nữa nếu cần thiết để nâng tổng dung lượng lên 16GB. Thì với cái bus RAM cao ấy lên 3200 ấy thì cái dữ liệu từ CPU đổ xuống GPU ấy, anh em tưởng tượng nhá, cái bus RAM nó chính là con đường và luồng dữ liệu từ CPU đổ xuống GPU đấy. Cái băng thông càng cao, cái bus RAM càng lớn thì cái luồng dữ liệu đi nó càng ok. Thì với các CPU Ryzen thì bus 3200 là bus RAM hợp lý nhất, nó cũng là có vẻ đã trang bị rồi, quá tuyệt vời đúng không? Cùng với đó là hệ thống tản nhiệt với tổng cộng là có 7 ống heat pipe, trong khi đó sẽ có 6 ống để tản nhiệt cho phần GPU và một ống, thật ra cũng không phải một ống đâu, tức là 6 trong 7 ống thì tản nhiệt cho cái phần GPU, còn lại ở trên CPU thì vẫn được 3 ống đấy, cái kiểu cách nói là như vậy. Thì anh em cứ tưởng tượng ấy, đây là một mẫu laptop giá rẻ chỉ khoảng 20 triệu đồng thôi và cấu hình cũng không phải là kiểu cấu hình quá nóng gì cả. Tuy nhiên MSI vẫn cực kỳ ưu đãi khi đã trang bị một hệ thống tản nhiệt cực kỳ ngon trên cái mẫu laptop này. Cùng với đó hệ thống Cooler Boost 5, thì nếu anh em muốn nghe tiếng máy sấy dùng cái mẫu laptop này nghe thử thì nó sẽ rất to đấy. Thì đấy là cái trải nghiệm cá nhân của mình khi sử dụng cái mẫu laptop này. Rồi chuyển sang cái phần khác, đó chính là phần màn hình. Thì hai bên mỏng chắc chắn luôn, trên dưới thì hơi dày một chút. Tuy nhiên chúng ta vẫn có webcam để có thể đàm thoại. Và màn hình này có kích thước 15.6 inch, độ phân giải Full HD 60Hz và độ phủ màu màn hình ở mức gọi là có thể chấp nhận được, với 45% giải màu NTSC và hơn 60% giải màu sRGB. Tức là cái mẫu màn hình này các bạn hoàn toàn có thể làm được Photoshop nếu muốn, hoặc thậm chí là edit video vẫn được. Tuy nhiên nếu những bạn nào mà yêu cầu khắt khe quá về màu thì mình nghĩ nên xuất thêm một cái mẫu màn hình nữa, thì khi đấy trải nghiệm làm việc các bạn sẽ tốt hơn khi dùng mặc định cái mẫu màn hình trên máy. Cái này thì tùy nhu cầu mỗi người thôi, mình thì mình chỉ đưa ra cái lời khuyên để tư vấn các bạn. Chuyển sang khu vực bàn phím, thật ra bàn phím này không phải do SteelSeries sản xuất. Đa số các dòng laptop của MSI thì đều có được tinh chỉnh bởi SteelSeries. Tuy nhiên cái mẫu bàn phím trên mẫu laptop này thì có lẽ chỉ do mỗi MSI sản xuất thôi. Phông chữ vẫn rất đẹp, khoảng cách giữa các phím hợp lý và hành trình phím nó hơi nông một chút. Thì đối với mình ấy, mình là một người thường xuyên sử dụng bàn phím cơ, thì mình gõ trên cái mẫu bàn phím này mình cảm thấy là nó hơi nông một chút. Thì nếu mà bàn phím này có hành trình sâu một chút thì mình hoàn toàn có thể sử dụng thay luôn bàn phím cũng được, không vấn đề gì cả. Còn đối với những bạn nào mà thích kiểu gõ bay trên bàn phím thì bàn phím này đáp ứng cực kỳ tốt. Và cái thứ hai là phần trackpad. Trackpad trên các mẫu laptop gaming thì thường không được đánh giá quá cao. Tuy nhiên thì trên cái mẫu laptop này có hai điểm mà mình vừa thích và không thích. Đầu tiên đó là điểm thích, đó chính là về khả năng tracking cực kỳ tuyệt vời, cực kỳ tuyệt vời trên các laptop gaming ấy nhá. Và khả năng gọi là gì mượt mà, mình là một người da mồ hôi tay, không vấn đề gì với trackpad này cả. Tuy nhiên nó lại gặp một vấn đề, đó chính là về chất lượng hoàn thiện của trackpad này nó không thực sự ấn tượng. Là khi mình ấn chuột trái chuột phải ấy, thì nó kêu những phát ra những tiếng động nó không hay lắm. Thì cái này thì có lẽ là một điểm có thể nói chấp nhận được, bởi vì dù sao các bạn mua cái mẫu laptop thuần gaming về với sử dụng chuột ngoài, trackpad để dùng chữa cháy thôi. Rồi chuyển sang phần cổng kết nối thì sao? Thì đối với cổng kết nối ở đây thì thay vì tập trung hết lên bên cạnh trái thì bây giờ nó chuyển hết ở sang bên cạnh phải rồi. Thì ở đây mình sẽ có hai cổng USB Type-C, hai cổng USB Type-A, một cổng mạng LAN và jack audio combo. Còn sang bên cạnh trái mình sẽ có cổng HDMI với cổng nguồn.
vậy thôi. Thì nói chung nó vẫn đầy đủ. Tuy nhiên thì mình mong muốn ấy là các cổng kết nối đặt bên cái cạnh trái nó sẽ hợp lý hơn là đặt bên cạnh phải. Đây, kiểu di chuột này, hơi vướng một chút. Thì cái này thì các bạn để laptop xa xa thì để chuột xa xa. Hết, kiểu như mình, thế hoàn toàn ok. Một cái mẫu laptop gaming thì cấu hình tốt là một chuyện, tản nhiệt ok, cổng kết nối đầy đủ. Vẫn chưa đủ đúng không? Tiếp theo đó, nó phải là cái phần trải nghiệm khi sử dụng nữa. Thì mình sẽ nói về phần thời lượng pin trên mẫu laptop này. Cấu hình rất ngon, thì cả CPU lẫn GPU đều được sản xuất trên tiến trình 7 nanomet. Thế nên một điều chắc chắn đó chính là nó sẽ tiết kiệm điện. Thì đối với mẫu laptop này, mình sử dụng không hardcore lắm thì sẽ rơi tối đa rơi vào khoảng độ 7 tiếng đồng hồ. Còn nếu như bạn nào mà sử dụng hardcore quá thì thời gian nó sẽ giảm xuống khoảng 4 tiếng thôi. Bởi vì dù sao cấu hình trên mẫu laptop này cũng không phải là yếu đâu, mặc dù đã được sản xuất trên tiến trình 7 nanomet rồi. Thế nhưng mà nếu bạn nào mà mang laptop về ra ngoài mà làm việc ấy, nửa ngày ok, còn cả ngày thì hãy chịu khó mang thêm một cục sạc nữa. Phần loa ở trên mẫu laptop này vẫn rất tốt với công nghệ âm thanh HiRes Audio Nighthawk Mix. Nghe nó mỏng mẻo một chút nhưng mà nghe các cái âm thanh trên cái mẫu laptop này hoàn toàn ok. Mình nghe để giải trí vào giờ trưa sau những buổi làm việc căng thẳng thì đều hoàn toàn ổn. Hoặc những bạn nào mà chơi game mà không bật tính năng Cooler Boost ấy, thì nghe trên loa của mẫu laptop này cũng được. Còn nếu bạn nào bật tính năng Cooler Boost ấy, thì tốt nhất nên cắm vào tai nghe, và cặp tai nghe cũng rất ok, được mạ vàng, chất lượng âm thanh rất ổn, cũng có hỗ trợ HiRes Audio luôn. Vậy thì đâu là đối tượng của mẫu laptop này? Mình sẽ nói lại một chút về phần mức giá. Thì mức giá của mẫu laptop này là khoảng hơn 20 triệu đồng. Thì với mức giá vậy thì có thể nói là laptop chơi game tầm trung rồi. Nó sẽ phù hợp đối với những bạn nào đang là học sinh, sinh viên hay những bạn nào mà đã ra trường rồi, cần tìm mua cho bản thân mình một cái mẫu laptop mà nó có thể có cấu hình tốt này, hệ thống tản nhiệt ok này, trải nghiệm sử dụng ở mức ổn để mang về làm việc, làm đồ họa hay là edit video. Thì đây là mẫu laptop dành cho các bạn đến. Và khi các bạn mua mẫu laptop này về thì sẽ được nhận được hai phần quà. Đầu tiên đó là trừ trực tiếp 500.000 đồng vào mức giá. Và phần quà thứ hai trị giá 1.400.000 đồng, đó chính là tặng rất nhiều phần quà nữa. Thì đường link mình sẽ để đấy ngay dưới phần mô tả video. Anh em nào thích có thể click vào để chọn mua cái mẫu laptop này. Rồi, vậy thì theo như mình thấy nó hoàn toàn ổn để các bạn có thể chọn mua. Có thể các bạn đang suy nghĩ là các mẫu laptop ấy nó sử dụng thuần AMD thôi thì liệu nó có kiểu gây lỗi hay là bất kỳ cái trải nghiệm nào đó khó chịu hay không? Thì mình xin khẳng định là không. Hay các bạn hay suy nghĩ là khả năng ăn RAM của mẫu laptop là như nào. Tức là nhá, các mẫu CPU, trang bị CPU của AMD ấy trên laptop ấy thì nó sẽ có tích hợp thêm các đồ họa là Vega nữa. Và cái các Vega nó sẽ ăn trực tiếp RAM luôn. Ở một số các phiên bản ấy thì nó sẽ lấy luôn hơn 1GB. Tuy nhiên đối với phiên bản này mình đang có ở đây thì sẽ chỉ bị ăn 600MB thôi. Tức là các bạn vẫn còn 7.4GB nữa để có thể làm được đa nhiệm các thứ. Theo mình thấy ấy, 16GB RAM vẫn là sự lựa chọn tốt. Các bạn nên mua thêm một thanh nữa để có thể trải nghiệm sử dụng tốt hơn. Thì đường link mình sẽ để ngay dưới phần mô tả video, các bạn có thể click vào. Thì cái đường link đấy sẽ có đường link của mẫu laptop và đường link của một số các thanh RAM mà các bạn có thể chọn mua. Rồi, đừng quên bấm like, share và subscribe kênh YouTube của Alpha Computer để không bỏ lỡ những video clip chúng mình tung ra trong tương lai. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video sau.